Ông Hồ Đức Diệp là một người có uy tín tại thôn Kỳ Na, xã A Ngo, huyện Đa Ca Rông. Bằng uy tín của mình và cùng với đội ngũ già làng, trưởng bản, ông đã thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến với từng hộ gia đình trong thôn bản. Mặc dù có nhiều đóng góp, nhưng ông và đội ngũ già làng trưởng bản không có phụ cấp định kỳ hàng tháng. Kết hợp với ban ngành trong thôn, nó tuyên truyền giáo dục bà con thanh thiếu niên, nó là làm theo là pháp luật của nhà nước, nó không được vi phạm pháp luật. Và nếu mà mình vi phạm á, thì rõ ràng là rất nguy hiểm cho bản thân và cho gia đình và cả xã hội. Cho nên là phải tuyên truyền để là thanh thiếu niên rồi một số người là không vi phạm và là hướng dẫn họ là làm theo là pháp luật của nhà nước. Nó thì sống như thế nào thì cố gắng là dù mình có đói có khổ có nghèo thì mình cũng đừng vi phạm. Từ cái tiếng nói đó đem lại cho các cái hộ gia đình nhận thức được về cái pháp luật cũng như các cái chủ trương đường lối của Đảng, cũng rất mong ở cấp trên cũng như chính quyền địa phương của các ngành liên quan cũng cần phải quan tâm thường xuyên hơn đến động viên chia sẻ. Đó là cái cách để tạo cái sự động lực tới đến cán bộ cũng như người uy tín có cái sự cố gắng để đưa cái việc tuyên truyền về pháp luật cũng như chủ trương của Đảng đến với bà con tốt hơn. Hàng năm, chính quyền và đoàn thể các cấp tiến hành thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần, tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm nhằm ghi nhận những công lao đóng góp của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu. Để tiếp tục động viên những đội ngũ này, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị cũng kiến nghị đề xuất về những chính sách hỗ trợ cần thiết. Hàng ngày thì vẫn chưa có chế độ chính sách gì ngoài việc cung cấp hai cái tờ báo. Đó là một cái tờ báo địa phương, báo Quảng Trị của chúng tôi và tờ báo Dân tộc Phát triển cho người uy tín. Thì đây là một cái tôi thì nhận thấy đây là một trong những cái thiệt thòi rất lớn đối với người uy tín. Và cái quyết định 12 này đang được sửa đổi và cũng mong muốn rằng là làm thế nào đó đề xuất để có cái chế độ hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho người uy tín. Có như thế thì sẽ động viên và khích lệ họ phát huy hết cái vai trò của mình. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 190 người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ này chính là cầu nối quan trọng giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc với nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của toàn tỉnh. Vì vậy, khoản phụ cấp nhất định hàng tháng để họ có động lực tiếp tục phát huy vai trò là điều cần thiết.